Thì lúc 9 giờ mấy á, mấy mẹ con đi tập thể dục thì đi lên tới thì cái cua á, thì thấy có hai người thanh niên đang đu đu cái cửa mà mình không biết là hai người đó đang làm cái gì. Thì hai người đó mới thấy mình thấy như vậy á, thì mình quay lại mình chạy, quay lại chạy thì hai người thanh niên đó mới lấy xe chạy theo, rồi mình mới chạy vô cái xưởng gần đó đó, hai người thanh niên mới đòi bắn, rồi hai người thanh niên lấy nón đập xuống đường. Thì xong hai người thanh niên mới chạy thẳng chạy xuống, thì mình thấy sợ quá thì mình chạy về. Người phụ nữ này vừa kể lại vụ việc ba mẹ con chị bị hai người thanh niên truy đuổi, chạy thục mạng và bị dọa bắn sau khi chị nhìn thấy họ đu vào cửa của một công ty. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ theo đơn trình báo của người dân về vụ trộm đột nhập một công ty trên địa bàn, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Theo hình ảnh từ camera, tối ngày 4 tháng 11, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy đến bẻ khóa cửa cổng một công ty bao bì ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Lúc này thấy có nhóm người đi đến, cả hai kẻ trộm lên xe máy đuổi theo nhóm người này. Một lúc sau, hai kẻ trộm quay lại và mở được cửa công ty bao bì, rồi đẩy xe máy vào bên trong. Một người leo qua cửa sổ vào bên trong văn phòng của công ty này lục lọi và lấy đi một số tài sản có giá trị. Chiều ngày 6 tháng 11, chủ công ty bao bì bị trộm đột nhập cho biết vụ việc xảy ra gần 22 giờ ngày 4 tháng 11. Hai tên trộm lấy đi hai laptop và tài liệu quan trọng cùng một số tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất gần 100 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.